Hello, xin chào các bạn. Thì hôm trước mình có đăng một cái clip là làm một cái chiếc xe có số lùi đó các bạn. Xe ba bánh có số lùi. Làm chiếc xe của anh Tửng bán vé số với cho thuê lo kẹo kéo đó các bạn ơi. Thì mình có làm một clip mình đăng lên YouTube. Thì hôm nay có một người ở một chú ở xa nghe thông tin là có chiếc xe, đặt chiếc xe ba bánh để chạy cho những người lớn tuổi, những người khuyết tật đó các bạn. Thì chú thấy êm quá thì chú có đặt anh Phân ở chợ Minh Thuận là làm một cái chiếc xe ba bánh y hệt chiếc xe của anh Tửng đó các bạn. Thì chiếc xe ba bánh thứ hai của anh Phân là đã hoàn thành các bạn ơi. Đó, chiếc xe này là chiếc xe phu chờ nha các bạn. Chiếc xe phu chờ 2 xe của Thái á. Đây kiểu dáng thì làm cũng y hệt chiếc xe của anh Tửng bán vé số nha các bạn. Thì đặc biệt là anh Tửng khi đã chế tạo được chiếc xe ba bánh này rồi thì anh Tửng mình có thêm một cái nghề tay trái nữa là nghề cho thuê lo kẹo kéo các bạn ơi. Đây những cái màn hình với lo kẹo kéo thì anh Tửng có bỏ theo nè các bạn, bỏ trong giỏ sách nè. Đây là màn hình vi tính, đây là những cái chân để gác cái màn hình lên nè các bạn, chân chống đứng để màn hình lên nè đó. Thì nhờ chiếc xe này thì anh Tửng cũng kiếm thêm được thu nhập nha các bạn. Thì anh em nào có thuê lo kẹo kéo ở trong khu vực chợ Minh Thuận, U Minh Thuận, Kiên Giang thì hãy liên hệ với anh Tửng số điện thoại là 0337 717 727. Liên hệ gặp anh Tửng để thuê lo kẹo kéo nha các bạn. Thì cô chú anh chị nào đó có người thân là người già mà chạy xe hai bánh mà hơi yếu đó, hoặc là những người những cái gia đình nào có người khuyết tật thì hãy đặt hãy liên hệ tới anh Phân là số điện thoại này nè các bạn ơi. Đây anh Phân chuyên chế xe ba bánh đó, số điện thoại này ha các bạn. Thì chiếc xe ba bánh của anh Phân chế tạo chiếc xe thứ hai này chuẩn bị xong nha các bạn ơi. Thì chờ thời gian trong giây lát nữa anh Phân sẽ test thử cho các bạn xem. Đây là chỉ còn làm cái đĩa thắng nữa là xong các bạn ơi. Thì trong thời gian đây là chú chú cho con hỏi là chú ở đâu chú? Ở Minh Thành A đây nè. Minh Thành A phải không? Lúc trước là chú chạy chiếc xe này là chạy hai bánh, chú chạy tiện lợi không chú? Đó không có bệnh thì đâu có gì đâu. Chạy rồi, từ khi bệnh là mình mới mình thấy là trên mạng có chế chiếc xe ba bánh này chú mới đặt đó phải không chú? Dạ. Rồi chú nãy giờ chú có test thử chưa? Chưa. Là chuẩn bị là xong là chú test thử cho các bạn xem luôn nha các bạn ơi. Trong thời gian là anh Phân chuẩn bị hoàn thành cái đĩa này là chú sẽ test thử luôn các bạn ơi. Yeah. Thì trong thời gian chờ đợi mình sẽ quay cái bộ phận số lùi cho các bạn xem nha. Bộ phận số lùi này là lấy từ trong chiếc xe ba gác ra nha các bạn ơi. Quá trời luôn nha. Đó, mình sẽ quay rõ cho các bạn xem từng chi tiết của nó nha. Cái số bên kia nó tới luôn không ạ? Tới luôn. Vậy nó tiện không á, nó mất 5 cây. Tính ra lần coi thử. Không bị cái giò nào giò này rồi, với là bên đấy người ta vô số được mà.
chân chân bên trái là chú còn sử dụng được bình thường phải không? Dạ 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 dạ. Đây này là bộ phận số lùi nè nghe các bạn. Chiếc xe này là chiếc xe đời của Thái luôn á chú. Future 2 này là của Thái nè. Nó lâu đời mười mấy năm rồi. Dạ đúng rồi. Chiếc xe này thì chú gắn số lùi này là đúng luôn. Nó rất là mạnh. Vợ chú gắn tay gà mà nó hô quá. Gắn tay ấy thì thôi không được gắn tay gà. Đúng rồi, nắng hay quá. Tay gà nó không bền bằng xe số này đâu chú ơi. Cho nó là lấy là hơi kỳ chứ. À, thì chú chạy về mà chú cảm thấy mà nó im á chú. Chú có thể chú giới thiệu giùm anh Phinh ha. Thằng này cháu. Dạ. Thì chú cảm thấy mà chạy im á thì chú về chú có thể giới thiệu những cái người mà lớn tuổi chạy chiếc xe hai bánh không có vững á. Có thể mình chế tạo chiếc xe này có số lùi rồi đi lên đi xuống rồi cho nó dễ. Con quay này đăng lên chủ yếu là để giúp đỡ cho những người mà có cái hoàn cảnh mà đi lại khó khăn đó. Chế tạo chiếc xe này cho những người đi bán vé số thì rất là tiện lợi. Rồi, phần làm đĩa thắng đã xong. Bây giờ là anh Phinh ra, anh Phinh test thử nha nghe. Phinh test thử xong rồi tới chú chạy thử cảm nhận chú như thế nào nha. Rồi chạy theo luôn. Đó, chỉ chế phần phía sau không các bạn ơi. Còn phần đầu xe là không có đụng địa gì tới hết trơn các bạn. Nè, chỉ chế phần sau thôi. Số dạ tổng cộng là 9 triệu hả chú? Mày con cháu làm nó lấy đấy chứ. Thì anh Phinh làm cho chú là tổng cộng là 9 triệu nè. Thì con cháu nó làm nó bớt ra nó lấy tổng cộng ít ta. Đúng rồi. Tại vì mình làm chiếc xe này chủ yếu là cho những người già cả thu nhập ít, rồi những người mà có hoàn cảnh khuyết tật hay gì đó. Em làm giá này thì cũng hợp lệ rồi. Đó, rồi anh Phinh là chuẩn bị test các bạn ơi. Anh Tửng chạy theo chơi không? Chở không ạ. À, rồi anh Tửng chở mình ha. Rồi anh lên anh có thể anh che ra thử anh Phinh. Quá im các bạn ơi. Xe chạy rất là vững nha. Rồi anh chạy trước đi em chạy sau. Ui, anh Phinh chạy tốc độ quá, chạy xiết mà không kịp. Chạy trước luôn, chạy trước luôn. Qua mặt luôn. Rồi, quay lại. Đây là khu vực chợ Minh Thuận mình các bạn ơi. Khu vực chợ Minh Thuận, huyện U Minh Thuận, tỉnh Kiên Giang. Là đang trên
tuyến đường quốc ở tuyến đường lộ đê bao gần của Bình Thuận nha. Anh Phân đang test thử chạy trước mặt mình đó các bạn. Anh Tấn, anh cho tôi hỏi là anh chạy với xe này anh chạy tốc độ được nhiêu anh Tấn? 40. 40 à? À 40 thì cũng hợp lý rồi ha. Rồi xong đã tới cửa hàng của anh Phân này các bạn ơi. Rồi chú lên chú test thử luôn chú ơi. Rồi. Rồi chú lên cho anh Phân anh. Thắng không được hả gì chú? Còn thắng tay bên đây. À, chú bị bệnh tai biến là liệt nửa thân người nha các bạn. Vô số thường này nó còn mạnh không? Giò này nó mạnh cái này tốt ra hả nó thịt này. Tới lần trước ở sau là ve đó, vậy là ve đó. Rồi. Tới mà được. Đó. Đưa số 2 đi cho nó đỡ giật. Đưa số 2 cho đỡ giật. Chậm chậm chú ơi. Mới lên thì nó không có đâu có lật đâu chỗ giò. đâu có lật đâu chở giò, chú chạy đại đi đâu. Xe rất là vững, chú khỏi lo. Để chú test thử như thế nào nghe các bạn. Cái chân bên này của chú không hoạt động được nên rất khó khăn các bạn ơi. Quá nhịp à ơi. Thắng tay ăn đó. Thắng tay bên đây nè chú. Nó kẻ lên kẻ lên. Chú mới chạy nên hơi khó khăn nè các bạn. Mới chạy nên hơi khó khăn các bạn ơi. Chú suy nghĩ là đừng, nó không có lật đâu, chú đừng lo, chú chỉ bẻ lái cho nó đi thẳng thôi. Cái chân của chú bị tai biến rồi, nó rất là rung các bạn ơi. Nó có lỗi mà nó nghe lại, nó vẫn khỏe này.
không thể nào chạy xe hai bánh được thưa các bạn. Chế tạo ra chiếc xe ba bánh để chú đi lại cho nó tiện lợi hơn. Rồi chú chạy từ từ đi các chú ơi. Chậm chậm đi. Đó, chú cũng đó. Rồi ok rồi các bạn ơi. Rồi anh em nào có hoàn cảnh như vậy thì hãy liên hệ với anh Phân số điện thoại này nghe các bạn. Rồi xin chào và hẹn gặp lại các bạn.